Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2009. Chiếc xe đã lăn bánh được 14 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cũng mua về là tôi đem ra tôi quay luôn ạ. Chỉ có lau qua rửa qua bên ngoài một chút thôi. Bên trong là còn nguyên bản, bên ngoài là tôi rửa qua, còn bên trong là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 289 triệu đồng quý bạn nhé. Chiếc xe này thì không được hỗ trợ trả góp nữa quý bạn ạ, vì đời 2009 thì bây giờ chúng tôi không hỗ trợ trả góp. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, lăn bánh 14 vạn km quý vị và các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 289 triệu đồng quý bạn ạ. So với những cái tầm tiền là 300 triệu bây giờ, nếu như quý vị và các bạn bỏ tiền ra mua ở cái khoảng 300 triệu chắc chắn là cũng chỉ mua được những chiếc xe morning thôi ạ. Đời nó sẽ cao hơn một chút, nhưng đi thì không bao giờ thích, không bao giờ an toàn, không bao giờ sướng bằng chiếc xe Hyundai i30 CVK này đâu quý bạn ạ. Và nó là ở cái phiên bản nhập khẩu cho nên là đi rất là bền bỉ quý bạn nhé. Đi rất là bền, rất là tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.